Hiện nay, người dân trên địa bàn huyện Nam Căn đang vào cao điểm thu hoạch sò huyết trong vuông tôm, giá cả tương đối ổn định, năng suất đạt cao. Bà con phấn khởi khi những ngày Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 gần kề. Với 2 hecta đất nuôi tôm, anh Trần Minh Luân ở ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng tận dụng đất trảng nuôi sò huyết thương phẩm. Tháng 8 năm 2022, anh bắt đầu thử nghiệm thả nuôi 1,5 triệu con sò cám với giá 18 triệu đồng. Sau 11 tháng, anh bắt đầu tỉa thưa và hiện nay bắt đầu thu hoạch đồng loạt, trọng lượng bình quân đạt khoảng 60 con trên 1 ký. Qua thống kê, đến nay gia đình anh thu hoạch gần 900 ký, trừ chi phí lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Tôi thấy nhiều năm qua, thấy lượng tôm với cua của xã mình đó, nó không được đạt nhiều nên cũng chuyển sang nuôi sò thử. Đâu có mắc đầu tư vô tiền ăn cho ăn cho gì đâu, mình chỉ thả đại vô vuông thì chừng 7-8 tháng sau thì mình có thể thu hoạch được rồi. Đầu năm cả tháng 3, tháng 4 tây á thì nó giá cả nó không được ổn định, còn hiện tại thì bây giờ nó đang chững. Bây giờ thì đầu ra nó rất là nhiều chỗ để thu sò thịt. Hiện nay trước tình hình nuôi tôm cua Quảng Canh truyền thống gặp nhiều khó khăn, người dân trên địa bàn huyện Nam Căn nói chung, xã Hàm Rồng nói riêng đã đa dạng hóa các loài thủy sản trên cùng diện tích. Trong đó, đối tượng sò huyết kết hợp nuôi tôm được xem là mô hình chủ lực giúp người dân tăng thu nhập. Đặc biệt hàng năm, bà con lựa chọn con giống có trọng lượng và thời điểm thích hợp để thả cho thu hoạch trước Tết cổ truyền dân tộc. Trên địa bàn xã thì có trên 700 hộ tham gia và với diện tích hơn 1.000 hecta thì sản lượng và thu hoạch của bà con sau khi áp dụng mô hình này thì cơ bản là khá ổn định và từng bước phát triển kinh tế gia đình của mình. Với cái mà hiểu biết của bà con thì theo cái lịch thời vụ thì bà con thả vào cái cuối tháng 4 đầu tháng 5 của âm lịch, thì sau 5 đến 6 tháng nuôi thì sẽ cho thu hoạch cái lượng sò ngày dịp Tết. Tại giống như thu nhờ mình thu hoạch sò dịp Tết này nó vừa hơi có giá mà vừa mình có tiền để chuẩn bị ăn Tết. Tình hình sò huyết trong những ngày mà giáp Tết này thì cũng cơ bản ổn định, thì các cái thương lái cũng thu mua mang lại cái thu hoạch và cái điều kiện cho bà con trong cái việc xuân về Tết đến này. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Căn, đến nay trên địa bàn huyện Nam Căn có 1.375 hộ nuôi sò huyết trong vuông tôm với diện tích 2.079 hecta. Trong năm 2023 thu hoạch khoảng 1.185 tấn. Trong những ngày này, bà con nông dân tất bật thu hoạch, ngoài phục vụ thị trường Tết. Người dân vô cùng phấn khởi khi có thêm thu nhập, mua sắm đồ đạc, trang trí nhà cửa đón chào năm mới.